Thưa quý khán giả, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định năm nay, bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có khả năng xuất hiện trễ hơn so với trung bình hàng năm. Còn đối với đồng bằng sông Cửu Long, một vấn đề đáng quan tâm là nước nổi năm nay sẽ về thấp hơn so với mỗi năm. Trong năm nay có khoảng 10 tới 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và có khoảng từ 4 tới 6 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong các tháng chuyển mùa từ tháng 4, tháng 5, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, lốc mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Lượng mưa nhìn chung có khả năng thiếu hụt từ 10 tới 20% so với trung bình nhiều năm. Xuyên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa mưa có khả năng đến sớm từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5. Xuyên từ tháng 6 tới tháng 9 là thời kỳ mùa nước nổi trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh nước nổi của năm ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,4 tới 0,8 m